tức nữ thánh Upalawana. Upalawana Therawattu kệ ngôn pháp cú câu 69 Matthuwa manyati palo yawapapang napachati yadacha pachati pavang athadukhang nigachati ti. Người ngu tưởng mật ngọt khi ác quả chưa mùi, đến chừng quả thuần thục phải chịu khổ không thôi. Kệ ngôn này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến nàng thánh nữ Upalawana thanh liên sắc. Tương truyền rằng nàng Upalawana đã từng phát đại nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara và tiếp tục gieo trồng vào ruộng phước trong hàng trăm ngàn đại kiếp. Sau khi luân hồi lên xuống các cõi trời, người trong thời Đức Phật hiện tại, nàng tái sanh vào một gia đình trưởng giả ở trong thành Sawathi. Cô được cha mẹ đặt tên là Upalawana vì da mặt cô tuy đen nhưng mịn màng, tươi tắn, thanh lịch như cánh hoa sen xanh phong nhụy. Đến tuổi cập kê, cô được các vương tôn, công tử, nhà quyền quý, danh vọng trong cõi Diêm Phù mang lễ vật đến cầu hôn. Trưởng giả là thân phụ của cô, không dứt khoát hồi hôn, từ chối một ai, nhưng ông tự nghĩ, ta không thể nhận lời, chiều theo ý muốn của tất cả những người này, vậy ta phải lập ra một phương thế. Ông cho gọi tiểu thư đến và hỏi, này con có thể xuất gia được chăng? Trưởng giả vừa dứt lời, nàng Upalawana nghe trong đầu cô bừng nóng như có dầu sôi trăm dạo, nên cô đáp lại ngay, thưa cha, con sẽ xuất gia. Trưởng giả liền thết tiệc linh đình để làm lễ tiễn đưa con gái, rồi đưa nàng đến chùa của Tỳ Khưu Ni Phikkhunu Passayan cho nàng xuất gia Tỳ Khưu Ni. Xuất gia không bao lâu, nàng Upalawana chứng quả A-la-hán. Hôm ấy, nhằm phiên nàng quét dọn, sửa soạn chỗ làm lễ phát lồ sám hối của tăng ni. Sau khi quét tước xong chỗ kiết giới, nàng đốt đèn lên, nàng nhìn lại ngọn đèn làm đối tượng cho đề mục thiền, đắc luôn quả vị A-la-hán với tuệ phân tích và các thắng trí thần thông. Thời gian sau, nàng Upalawana đi vân du, rồi đi vào rừng Manh Lâm hành đạo. Lúc bấy giờ, chưa có học giới cấm Tỳ Khưu Ni ngủ trong rừng. Khi ấy, nhiều người phát tâm cất cốc cho nàng, bên trong có kê giường, bên ngoài có bàn che bốn phía. Nàng đi vào thành Sawathi khất thực rồi đi trở ra. Một thanh niên tên là Nanda, vốn là anh em cô cậu của nàng Upalawana, đã nặng tình luyến ái nàng từ khi nàng còn ở gia đình. Nay hay tin nàng trở lại kinh thành, chàng ta từ lúc nàng chưa về lẻn đến rừng Anthawana, lén vào trong cốc của nàng, núp dưới gầm giường. Khi nàng về đến lều, vào trong đóng cửa lại, vừa lên ngồi trên giường thì thanh niên Nanda từ gầm giường chung ra, trèo lên giường. Nàng la lên, đồ ngu đừng có liều mạng, đồ ngu đừng có liều mạng. Bất chấp sự kháng cự của người nữ ni, thanh niên dùng cường lực cưỡng hiếp vị thánh nữ cho thỏa lòng dục vọng, rồi y bỏ chạy đi. Khi ấy, địa đại dường như không chịu nổi tội ác nặng nề của chàng thanh niên Nanda, nên nứt đôi, chàng ta sa vào nơi đất nước, bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ Mahavichi. Nữ ni Upalawana muốn cho tâm mình khỏi tắc trách, bèn đem chuyện này trình lên giáo hội Tỳ Khưu Ni. Chư ni bạch lại chư tăng, và chư tăng bạch trình lên Đức Bổn Sư. Nghe vậy, Đức Thế Tôn gọi các Tỳ Khưu đến phán dạy: này các Tỳ Khưu, đối với hàng tứ chúng là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, cận sự nam, cận sự nữ, nếu kẻ ngu nào gây ra ác nghiệp, thì dầu cho kẻ ấy có vui sướng thỏa mãn được chút ít chi, cũng ví như người nếm qua hương vị ngọt ngào của chất đường và mực chẳng hạn. Tiếp theo đây, Đức Bổn Sư thuyết lên thời pháp rồi đọc kệ ngôn rằng: khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường, đến giờ quả chính như thường, người ngu mới thấy chán chường khổ đau. Chú giải Matthuwa, câu kệ Pali thứ nhất có ý nói việc làm tội lỗi của người ngu vui sướng thỏa thích, như là ăn kẹo ngọt, như mật, như đường. Đây là trường hợp của thanh niên Nanda nghĩ tưởng sái quấy như vậy. Gia qua, trong lúc mà Papang Napachati, quả ác dị thuộc chưa trổ, chưa chín trong kiếp này hoặc trong những kiếp về sau, thì người ngu vẫn còn tưởng như trên. Gia đa, đến chừng hưởng ác quả, đã làm bằng cách thế này thế nọ, đến thời trổ quả chín mùi, hoặc trong kiếp này hoặc trong kiếp sau, thì kẻ ác phải chịu khổ thọ hình như ở hỏa ngục chẳng hạn. Athapalo dukkhang nigachati, khi ấy
kẻ ngu đi đến khổ cảnh là phải bị khổ, bị thọ khổ như vậy. Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Vào thời khác, đại chúng tỳ khưu cùng nhau luận đạo trong phòng pháp hội, đề xướng pháp thoại như vậy. Dầu là bậc lậu tận, theo ý tôi nghĩ, các ngài cũng còn thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần, chớ chẳng lẽ làm ngơ. Thật thế, các ngài đâu phải là bọng cây hay gò mối gì cho cam, thân thể các ngài cũng biết thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần. Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi: Này các tỳ khưu, hôm nay các ông ngồi luận việc chi? Khi nghe đáp, bạch ngài, việc như vậy như vậy. Đức Bổn Sư đến chính rằng: Này các tỳ khưu, các bậc lậu tận A-la-hán không vui thích ngũ trần, không thọ hưởng dục lạc. Thật thế, như trên mặt những lá sen, nước rơi xuống không thấm ướt, không ứ động mà tuột đi luôn, và trên đầu mũi kim hột cải không thể đeo dính, đứng vững được mà phải lăn tuột đi. Cũng như thế ấy, trong tâm bậc lậu tận, dục lạc ngũ trần không đeo dính và không ứ động lại được. Đến đây, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý, rồi ngài kết luận bằng câu kệ pháp cú sau đây: Như nước giọt lá sen, hột cải gác đầu kim, người không nhiễm dục lạc, ta gọi Bà La Môn. Bài kệ này nghĩa lý rõ rệt, phù hợp với phẩm Bà La Môn, nên về sau được sắp chung vào phẩm ấy. Nhưng dịp này, Đức Bổn Sư triệu thỉnh quốc vương Pasenadi Kosala đến và đề nghị rằng: Tâu đại vương, trong giáo pháp này có bao nhiêu công tử thì cũng có bấy nhiêu tiểu thư, đều là con nhà gia giáo vọng tộc, đã từ bỏ quyến thuộc đông đảo và tài sản dồi dào mà xuất gia hành đạo, cư ngụ trong rừng. Khi ngụ trong rừng, các nữ tu ấy hằng bị các thanh niên ác quấy, đê hèn, mang tâm làm khó, đôi khi còn gây tai hại, làm hư hỏng phạm hạnh nữa là khác. Vì thế, cần phải xây cất chỗ ngụ cho tỳ khưu ni ở trong vòng kinh thành. Quốc vương đáp: Lành thay, rồi vâng theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn, khiến quan quân kiến thiết một cảnh già lam riêng biệt cho giáo hội tỳ khưu ni trên một địa điểm trong vòng thành đô. Từ đó về sau, các tỳ khưu ni chỉ cư ngụ trong vòng đô thành mà thôi. Dịch giả cẩn đề: Thanh liên sắc quý mấy ai bì, chẳng khứng làm dâu, khứng đắp y, lửa đỏ thiền tâm hơn nữ tử, rừng xanh phạm hạnh quá nam nhi, từ hôn đã cắt duyên trần tục, đắc quả còn mang nợ thiếu thì, hỷ lạc nài hoa say mật ngọt, ngờ đâu đức sụp dạo A Tỳ, dứt tích thánh nữ Upalawanna. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.